đi sướng gì chưa? Dạ. Chúc mẹ cha, phong tặng chúc phúc hai đạo bảo ơn, là sức khỏe của mẹ, chúc con thành đạt.
để bước sang một cuộc sống mới, như thế là cuộc sống vợ chồng. Nghe tiếng 1 2 3 cái nha. Nghe tiếng 1 2 3 hả uống nha. Oh, yeah.
gian mọi người ơi. 1, 2, 3, vô. Xin lỗi anh Hồ Phước của hội trường chúng ta làm này rồi. 2, 3, vô. Vâng, kính thưa các thầy cô như thế này, chúng em này cũng sẽ gửi đến với khách một trường hợp thông tin của hội trường chúng ta. Bài hát này tặng cho quý một khách và đặc biệt tặng riêng chú Nghĩa của nhau. Chúc chú Nghĩa của nhau cho năm hạnh phúc. Cũng như là thay lời chúc mừng Duyên
sắc vững bền theo năm tháng, nghĩa vợ chồng tròn kiếp không phai, gửi đến cho Trung Tính và Thanh Trúc. Về phía người hòa bình của chúng tôi sẽ tượng trưng bằng một món quà. Và bây giờ thì xin được trân trọng kính mời đại diện người hòa bình đến tặng quà cho cô dâu và chú rể để thay lời chúc mừng. Xin mời. Và xin được chúc cho tình thông gia càng ngày càng bền chặt. Chúc cho cô dâu và chú rể trong năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phương tên. Một trận bóng đen tình thông gia cho quý vị để chúc mừng hai thông gia có được dâu thảo và rể hiền. Xin được cảm ơn các quý vị, cảm ơn món quà từ nhà hòa bình. Và đến đây thì nghi thức lễ thành hôn dành cho chú rể Trung Tính và cô dâu Thanh Trúc xin được phép khép lại. Một lần nữa thì cho phép tổng tú xin được thay mặt cho ban tổ chức tiệc cưới nhà hòa bình.